rồi, thắng trận đấu này nữa thì mình thắng 2. Thế mình tính hơi sớm. Chứ gì tôi đã tính là Nick Ma thắng rồi. Và đó là Ember Spirit dành cho Miracle. Ember, một hero có thể đánh nhau từ sớm nếu mà tăng max 1-2. Đi lane cả Serada cũng tương đối vất vả đấy. Sẽ phải sử dụng cái slide feed của mình để có thể harass cũng như là last hit. 5 seconds remaining. Erlen thì sao đây? Vâng, họ lựa chọn Slug. Slug á? Không phải là một hero quá tốt để đối đầu cả Mipu. Nhưng đây là hero nếu có defuse thì cái việc bắt Phượng Hoàng, bắt Undying, thậm chí là bắt Rider khá đơn giản. Cộng một người follow nữa thôi. Một trận đấu mà bên phía ở team Erlen họ đang có khả năng canh lẻ rất là tốt với Storm, Serada và Slug. Có bắt tổng thì yếu. Thật sự là Erlen họ là một lát có bắt tổng rất là yếu. Về phần của team Nigma thì họ có một cọc Undying, một quả trứng Phượng Hoàng để có thể sử dụng ở trong bắt tổng. Mipu vẫn là nhân tố quan trọng nhất của Nigma ở trong trận đấu này. Nếu mà Mipu xanh Snowball game sớm thì Nigma họ sẽ có một chiến thắng khá là nhanh thôi. Nếu mà Mipu không làm được điều đấy thì Erlen họ sẽ kéo game đấu này về thời điểm late game và họ sẽ là người có lợi hơn. Một lại áp Storm, Nina, Slug bút không quá nhanh đâu. Nhưng mà để mà hold được trận đấu này về late game thì Storm cả Slug sẽ là khỏe hơn Mipu rất là nhiều. Và tôi nghĩ là có game 3 anh em ạ. Không biết là Mipu này thì có Snowball nhanh được hay không đây. Đối đầu cả con Storm mid, Mipu không thoải mái đâu. Storm sờ băm cái bóng của mình thì Mipu cũng sẽ là khó trong cái việc farm. Không sao, ít ra thì chúng ta cũng có một cái hero có thể gây đột biến ở trong trận đấu này. Cảm giác là cái bán bịch đó không bị quá lối mòn nữa. Mipu đi mid trong tài nguy ha. Và đối đầu của anh ta sẽ là Lim, một con Storm. Trận đấu trước thì Lim thi đấu không thành công. Ember đi mid cực kỳ nghèo. Kết thúc game đấu thì cái network anh ta chỉ hơn mỗi hai thành viên support bên phía Erlen mà thôi. Thậm chí thua cả Undying support số 5 của Nigma. Đang có sự đổi len đến từ Nigma rồi. Họ đang muốn để cho Bad Rider đi solo len cả S4. Một con Serada Mind Control sẽ cầm Bad Rider. Họ đang đẩy một cái Lenda xuống bot. Xem nào. Undying đương nhiên rồi, con Undying thì là một hero có lợi thế ở cái chip lane. Khi mà những cái pha DK của anh ta thì có khả năng dính được vào nhiều người hơn. Sao đây, Nico Amy di chuyển khôn khéo. Nhưng mà anh ta chưa nhìn thấy Miracle đâu. Miracle vẫn nấp sau một cái cây. Và Nico Amy vẫn chưa có thông tin là Ember ở dưới bot. Cố gắng tranh chấp rune, Hasken không dám di chuyển ra. Và sẽ nhường rune này dành cho bên phía team Nick 3 thôi. Mỗi team khởi đầu có cho mình hai cái rune party. Vâng, S4 đã được cồn xuống khu vực dưới bot này. Và Nico AB anh ta đang di chuyển lên top. Vâng, ở lần họ cũng thính đấy. Nico AB và một con Nina lên top. Để cho chen với cả Serada ở dưới bot à? Với Nina thì Mind Control đây rồi, cái quay clip đang đẩy vào khá sâu. Và nếu mà không bị đối phương deny thì Mind Control sẽ có cho mình cái lợi thế khá tốt. Thì mà sẽ là người có level 2 chiếc cái lane này. Nico AB cả Nina xe XP cho nhau. Thậm chí có deny một con tay dài này thì họ sẽ không có level 2 đâu. Nhưng Mind Control phải lát hit được con này nhá. Đây rồi, tuy không lát hit thành công nhưng mà không bị deny. Đã có những cái level 2 trước. Lên chưa tốt. Dưới cửa bot này lên 3 à? Không quá hay nhỉ. Có lẽ là sớm thôi. DS hoặc là Kuroki, một trong hai người phải di chuyển đến top. Và ở mid thì Giha đang mất rất nhiều máu. Như ngay từ đầu mình đã bảo rồi, một con Mipu đi mid nó sẽ không thoải mái đối phương ở Storm đâu. Giha sẽ phải mang cho mình bình máu to ra thôi.
Bây giờ thì cái ulti Mipu nó phải là level mấy nhỉ anh em, level 4 thì phải. Nó phải level 4 thì mới có hai con Mipu. Thành ra là trước khi đạt được cái level 4 này thì Mipu trông cũng rất là khổ. Sao? Mới pha được 5 crit thôi. Trong khi đó thì Lim đã là 11 rồi. Trông khổ quá nhỉ. Không thoải mái nha. Con sờ tôm liên tục là sờ ba bóng. Sẽ là cố gắng để có cho mình cái level 4 đi. Thì lúc đó thì Iha có thể TP con thật về để regen, để lấy thêm đồ. Lim đang khá thoải mái cái lane này. Sở tôm gặp một con Miku thì sẽ rất sợ những cái chói. Có lẽ là sở tôm cần phải có cho mình một cái gậy gấp sớm. Dưới khu vực dưới boss này thì S4 89. Trong khi đó thì Miyako đang là 15. Cái lane này đang được đẩy khá cao và S4 ta sẽ ổn thôi. Đi ở một con chen. Ô xem nào. Ồ đúng rồi. Anh em nói gì mới để ý. Con sờ tôm nó được một cái bottle. Chen không mua đồ và mua thẳng cho sờ tôm một cái bottle sớm. Một chiến thuật mà thật ra nó có từ khá lâu rồi. Nhưng dạo gần đây thì team Navi là người đầu tiên sử dụng lại. Dưới cuộc boss này thì Miyako đã mất đi cho mình một to rồi. Thì không sao, Nico Baby, wow, vẫn kịp thời nhảy thoát ra khỏi cái fire spray của My Control để có thể lùi về. Uki vẫn đang dí theo nhưng không kịp DK rồi khi mà dính một stun của Nina. Dưới boss này thì đến lượt S4 gặp nguy hiểm, bị chém chói. Cái lượng máu này thì S4 sẽ chết thôi, mất một lắc dành cho Miyako ở trong trận đấu này. Ember có cho mình một mạng. Với cái lượng tiền này thì có lẽ Ember sẽ để mua cho mình cả bottle thôi. Đang thiếu cái lượng máu để có thể trụ lại ở lane. Đây là thời điểm hết sức quan trọng. Run top hay là run ở dưới boss đây. Nếu mà run top thì Storm sẽ có rất nhiều lợi thế. Nhưng mà lại là regen. Khá đáng tiếc dành cho Lim. Nếu Lim ăn được cái run này thì anh đi ta đi lane rồi anh ta farm rừng sẽ giàu lên rất là nhanh. Con Storm có một cái rune regen ở thời điểm đầu game là cực kỳ tuyệt vời, có thể sử dụng để farm rừng rất nhanh. Thì cuối cùng thì nó lại nằm ở dưới boss, mọi người nhặt được là Miha. Có level 5 thì Mipu sẽ clear creep của lane rất là nhanh, sau đó là di chuyển vào farm rừng thôi. Khá đáng tiếc. Bây giờ thì sao? Từ tôm anh ta sẽ cần sạc lại gót cổ mình bằng cái run bounty thôi. Run power thì không ăn được rồi. Và Nguy Hà đang sử dụng hai con Mipu của mình để có thể stack hai bãi rừng cùng một lúc. 5 năm di chuyển ra có lẽ là sẽ thành công thôi. Khá là nhịp nhàng. Bounty ở thứ 5 này sẽ chia đều cho hai team thôi. Và tôi thấy Storm di chuyển lên top rồi. Và Lim đã có cho mình level 6. Mục tiêu đầu tiên anh ta focus vào là Bad Rider. Bad Rider sẽ lên bảng điểm số. Kuriki cố gắng sâu đít hồi máu nhưng không thành công. Và Lim anh ta dừng lại ở cái việc giết vào Bad Rider thôi. Không quá tham lam, không muốn đai trụ để bắt thêm một con Undying. Hero cũng máu đã khá nhiều. Được anh thành công và lùi về farm tiếp. Dưới boss này sao? F4 đang muốn dí vào gì hết. Và có đồng phát rồi, có sờ tăn. Lần này thì bên phía ở team Erlen có thêm một mạng nữa ở phía dưới boss này. Hai mạng liên tiếp, một ở trên top, một ở dưới boss. S4 sau khi mất mạng phơ đút thì anh ta đang farm khá ổn định. 19 credit thôi, ô hơi ít nhỉ. Không có sợ đa, mình nghĩ đi lane phải ổn hơn cơ. Ông vãi làm luôn dưới boss rồi. Trận này đi check luôn tương đối đen. Đen đấy, hai lần run boss liền. Sửa tôm mà không ăn được run power thì đi gank rất là khó. Chói là không thành công đấy từ Miyako rồi. Có lẽ là Phục Quang chiêu 1 của con Chen này nó sẽ làm Sarada đấm rất nhanh và sẽ liên tục có bát. Fire Spirit
để cố gắng để cho 200 nhân tố lùi về thôi. May quá GS kịp thời xuất hiện, không thì Miyako có lẽ là đi rồi. Đi làm sao đây? Tiền tốt này lấy được mạng Nina. Nico ấy đi tham bao nhiêu? 30 clip. Ổn rồi. Còn sửa lắp. Cố gắng có cho mình cái level 6 thì đi lên sẽ ổn. Bad Rider rất khó có thể lấy được mạng của sửa lắp. Là Nina thì Bad Rider có thể làm được. Đã có bao hồi chít như là 20 trạng thủ tích. Bad Rider có rất nhiều thủ tích rồi. Và Lee lại tiếp tục sai khác ở thủ tích tốt này. Thêm một mạng nữa. Cái mạng này nó thuộc về Lee và sửa lắp đứng xa quá, bị dính một cái bom xăng, Nicoibi bị đẩy ra xa, thành ra Nicoibi không lấy được một Agi vĩnh viễn, khá là đáng tiếc. Nếu mà có thêm một Agi nữa dành cho Nicoibi thì pha canh đấy sẽ là hoàn hảo. Riha thẳng đường đến bao chip, có lẽ sau đó sẽ là EB, tiếp theo sẽ là Berlin, vậy thôi. Sở Tôm vẫn là người giàu hơn. Rome ganh thành công, có một mạng khá là thoải mái, không làm gì được Sở Tôm cả. Là Lim trận đấu này đang khác so với cả trận đấu đầu tiên rồi, rất xanh. Miyako thì đã có giày phây và đang hướng đến cho mình một cái trống. Vâng, trận đấu này thì tôi cảm giác như mà không có người lên Mechan để mà hỗ trợ cho Miku rồi. Bad Rider, Phoenix không phải là những hero hợp để có thể lên Mechan. Vâng, dưới boss này thì Miyako vừa kịp thời thoát ra với cái bóng của mình trước khi bị dậm stun. Wow, hay nha. Quyết định cầm cho mình cả Kumansiu, được thêm 8 Agi. Đang hướng đến EB rồi. Nếu tốc độ farm chuẩn thì khoảng độ 13 phút là sẽ có. Vào đây. Đang muốn lát su không được đâu, Mancho ạ. Tương đối khó để có thể bắt vào một con Slug. Có lẽ là Mancho muốn ép cái ulti của Nicole thôi. Để biết là Slug sẽ là rất khó. Có cho mình một cái bãi sạch 3. Ocean hết. Cầm luôn không? Sẽ là hay hơn với một con sở tôm đứng ở mid, sẽ đứng ở dưới sông và sẽ có thêm cái lượng hồi mana cũng như là máu. Miyako rất nhanh, cũng khó để có thể bắt vào được. Một điểm kéo cũng như là sở Ada đang ở khá xa, có kéo lại thì sở Ada anh ta vẫn không kịp di chuyển đến đâu. Chói lại nào, và Mibu có thể chói này hai lần này. Sao đây, sở tôm đang gặp nguy hiểm, ta vẫn đang bay đi được. Bây giờ thì S4 di chuyển đến rồi và Via cần phải lùi về. Miyako chói lại được S4, anh ta vẫn muốn đánh ở đây. Một con Ember mắc 1-2 thôi và bộ skin cooldown đang là khá lâu. Sao đây, đang dí theo để chờ đợi cooldown cho mình cái chém chói. Và Miyako đã chém chói thành công S4 rồi, đẩy hai bóng vào đam là không đủ dính bác. Và Miyako sẽ chết ngược ở đây, quá tham lam rồi. Tuy nhiên cái lượng đam của quả trứng vẫn giúp cho bên phía Sigma lấy được mạng S4. Và bây giờ VR di chuyển đến với một cái Dunes, hai mạng dành cho bên phía Sigma ở khu dưới boss này. Tuy họ đã phải bỏ lại mạng của Miyako ở đâu đó trên top, thì Nina cũng đã nằm xuống trong tay của My Control. Và Nico AB thì đang tương đối ổn. Còn Slug, anh ta sẽ hướng đến cho mình cái Eco Saver đầu tiên, chứ không phải là một cái Disfu. Bad Rider vẫn đứng ở trên này, sẽ khiến cho Nico AB sẽ là không thể hút được thôi. Chưa thể cản cái con Slug máy farm. Miyako vừa rồi thì tính đam hơi thiếu một chút, anh ta vẫn còn thiếu một hit đánh tay nữa vào anh chàng Sở Đa. Sở Đa là người đánh nhanh hơn,
lúc đấy thì Sada đang tích cho mình 3 điểm rồi. Và cái điểm cái phát đấm thứ tư đấy thì nó có bát, Vì Hà có gót, nó đang hướng đến cho mình EB thôi. Chắc là 13 phút rưỡi bấm gót á. Bấm nhầm hả Vì Hà? Đổi từ gót đồ đây là bấm nhầm cái gót. Thì tôi Vì đang tự tin. Niko cẩn thận nha, nhìn thấy sao đây, bị chói lại. Niko chói được mà, đúng rồi, tôi nhớ mà. Sử dụng cho mình ulti thì vẫn bị chói. Thôi rồi Niko ơi, Pao thì đang cooldown, chết rồi. Còn Slug không phải là lựa chọn hay để có thể đối đầu với cả Niko đâu. Chém chói thành công và ulti đang hóa form rồi, đang cố gắng đấm vào người F4, nhưng F4 có khá nhiều sở tích. Sao đây, sâu rip cực đau khi đây là một con Undying mắc 2. Bây giờ Lin quay trở lại con mắt mới cho người em của mình. Nghe ca đang dính lát xu rồi. Và Lin ơi, vẫn còn đủ cái lượng mana để có thể lùi về. Nhưng ở trên đầu anh ta là một quả trứng và Lin sẽ chết ở đây thôi. Haskell start không thành công. Và sao đây, bên phía của team Big Mao họ vẫn muốn chơi tiếp vào con Nina này và họ đã thành công rồi. Con Nina không sở tan chúng thì anh ta không còn cái gì để có thể bảo vệ bản thân mình nữa. Miyako nằm xuống, nhưng đó vẫn là ba mạng dành cho bên phía của team Nigma. Trước đó thì họ lấy được cả mạng của Slug nữa. Slug không phải là lựa chọn hay để đối đầu với cả Mipu đâu. Và những cái chói sẽ khiến cho cái ulti của Slug khá là phế. DS còn vào đây để lick IP, còn vào đây để phá cho Nikoibi không farm nữa, cực kỳ là khó chịu. Vào đây sở tôi bay đến rồi, sẽ cố gắng dồn đam vào người của Ma Con Trâu thôi. Sao thành công rồi, lần này thì Nikoibi đã có mạng sẽ bù lại cho cái bãi sở tách mà bên phía team Big Ma vừa cướp được. Sở tôm đang hướng đến cho mình có Orchid và Lim sắp sửa hoàn thành rồi. Ở mid này S4 đang cò, đang cố gắng chạy, có sở tích. Anh ta có được lượng công dân, nhưng cô chói trượt á. Không, đó là chói chính xác của mình rồi anh em ạ. Bây giờ Niko vẫn còn một cái bóng không thể lùi về. Niko Baby hoàn thành rồi. Chứ hoàn thành cái full saber thì con Slug này nó cũng đang khá phế. Niko ơi, nên đi farm. Nên đi farm. Slug nên đi farm anh em ạ. Bây giờ thì Viha hoàn thành EB rồi nha. Cái con Niko này nó khỏe nha. Anh ta mới chỉ level 13 thôi, tập level 18, có thêm một điểm vào ulti nữa. Sau EB thì có lẽ lên ai luôn, không bờ linh bờ lèo gì cả, lên theo kiểu châu chó. Androsan thì hơi khó. Bây giờ bên phía Nigma họ vẫn chưa đủ điều kiện để Androsan đâu. Đây rồi, anh em thấy không? Pathfinder phải hy sinh để lên Mekan đây này. Khi ban nãy mình có phân tích là bên phía Nigma chưa có hero phù hợp để lên Mekan hỗ trợ Mipu, thì Pathfinder của My Control phải hy sinh. Thật sự nếu mà đồng đội là Mipu thì cần phải có Mekan. Miyako sẽ nói thành công và Hanscan lên bên bảng luôn. Mạng canh lẻ với cái sờ mốc khá là đơn giản đến từ bên phía của team Nigma. Có trống rồi. Lên gì đây? Lốc à? Lốc giáp phản á. Lốc thì ổn rồi nhưng mà không hiểu là cái giáp phản dành cho Ember ở trong trận đấu này thì tăng một chút giáp này. Cắm cọc ra, cần phải chém chói thành công. Ui, chói vàng clip rồi. Thế F4 sẽ lùi về được thôi. Nếu mà chói trúng vào người của F4 câu chuyện nó khác, nó trượt. Sao F4 vẫn đang tương đối lì ở đây nhưng có thành viên nó đang xuất hiện rồi. Thì đang dồn đam vào người Undying. Nhưng đây là một con hero cực kỳ trâu chó. Và Viha đã xuất hiện rồi. Viha đang dồn đam vào người S4. S4 kịp thời trở tăng. Phượng Hoàng lướt mình lên. Và anh ta lé được dồn đam của Nagra Blade. Và Mipu, Mipu ơi đang bị dồn đam này. Mipu vẫn chưa nằm xuống và quả trứng này nổ ra. Sơ Tôm sẽ là người phải nằm lại. Sơ Da của S4 bài bắt ra. Nico vẫn đang cố gắng lấy mạng Viha nhưng không thành công. Khi anh ta được hồi máu đến từ sâu rip. Và sao đây, Nigma họ vẫn chưa muốn dừng lại. Miyako vẫn đang muốn tràn lên. Anh ta có chém chói, sẽ kết thúc đi mạng của Hansken. Vẫn tiếp tục là tràn lên ư. Sao đây, Nikoibi đang trốn rồi. Nikoibi không vào được. S4 thì sao, bị lấp lên đến từ GS.
Nó có lẽ là nên lùi về đến từ Nick 3 thôi. Họ đang chơi quá đà rồi, hơi khó để thể tiếp cận nên lùi về. Đang đai trụ 2 á, bên phía Nick 3 họ vẫn đang backup nhau rất tốt và tiếp tục lấy được thêm mạng của S4 nữa. Nick 3 đang bỏ lúc lùi và họ lao lên nhưng không hề sợ các thành viên bên phía Erlen. Dã man đấy, cái khả năng backup nhau. Và cái gậy lốc vừa rồi có lẽ là MVP của Combat lại là có lốc lên này. Xong lần này không giết được vui. Kuruki 3 lần sâu rít để cứu người rồi. Con Combat vừa rồi thì nếu mà Phượng Hoàng không tự lốc kịp bản thân mình lên để né cái lượng đam đến từ Laguna Blade, sau đó ấp được quả trứng đẹp, thì chắc là bên phía của Erlen đã thắng Combat rồi. Vâng, khi mà Kuruki quay trở lại, Nigma đang thi đấu cực kỳ là hiểu ý nhau, họ back up nhau cực kỳ tốt. Ôi, Dota 2 skill à? Đánh hay thế nhở? Thế mà không ai chết luôn đấy. Dã man. Slug là một hero cần phải snowball. Mà trận đấu này thì trông có vẻ là Nikobi không làm được điều đó rồi. Mới có 2 Agi. Người thì mới có cho mình một cái Eco Saber. Ui. Hình như đây 7k network thì có lẽ đây là một cái, anh ta lên song kiếm thì đây là một cái san ghe rồi. Đúng không? Đúng rồi, san ghe. Sao đây? Bắt được cho mình mạng của Chen để tạo tiền đề cho bên phía Nigma có dễ dàng ăn được san hơn thôi. GS có cho mình san ray, sẽ hồi lại được một máu cho công. Họ muốn bắt người trước, họ đang bắt vào vị trí của Storm nhưng Lim đã kịp thời bay đi. Nhưng mà ở đây thì S4 bị trói lại và Storm bị trói lại rồi. Với 3 con Bebo thì Storm không thể nào mà bay được. Và 3 mạng nữa dành cho bên phía team Nigma. Miracle vẫn đang tràn lên với cái chém chói của mình nhưng mà không thành công. Chém chói là mù mắt đến từ Miracle. Và sau khi giết 3 mạng thì Nigma lại lùi về để ăn Dosan thôi. Ở lần nếu họ muốn combat thì họ phải đi cả 5 người ra. Một con Storm không có gậy lớp thì chỉ cần Mipu chói chúng một phát thôi thì anh ta sẽ bị ăn thêm 2 cái chói nữa. Và cái lượng disable như vậy là quá nhiều với cả một con Storm. Dosan ở 18 dành cho Nigma và họ có cho mình cái exit để có thể tiếp tục snowball trận đấu này rồi. Lốc lên, chém để lốc lên. Wow, Miracle đánh cũng cầu diễm quá nhở. Chém để lại gần và lốc cái con Slug lên cũng là biểu diễn đấy. Sao đây, đang sờ cao ra rất nhiều các thành viên. Anh ta trói vào người của Mia rồi. Nhưng mà Nikoi đang gặp nguy hiểm. Mia có những con bóng tiếp tục là trói được vào người của Nikoi. Và Nikoi xin sai không thoát được rồi. Nikoi ơi, lại là bị trói rồi. Big Slug để đối đầu với cả Mipu này. Và Nikoi đang không được chơi game ở trong trận đấu này. Liên tục là bị chém, bị trói. Và bây giờ các thành viên bên phía của Tinigma họ sẽ ăn cái trụ ở trên top này thôi. Khi mà Crit đang tràn đến rồi. Sẽ là ăn trụ rất là nhanh với một con Mipu. Hoàn thành ai chưa nhở? Đây rồi. Sau wave Crit này thì Mia sẽ di chuyển ra để mua cho mình một cái ai. Đang snowball cực kỳ nặng. Ui, Nigma ơi, Nigma đánh ghét quá nhở. Cấn thật sự luôn đấy, có ai rồi. Có ai thì những con Mipu nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Cả con thật lẫn con cờ lôn. Mai con chô. Không, giày cờ gờ thôi. Có lẽ đang mang giày cờ gờ ra. Lim, ui, không có gậy lốc của chúng tôi này. Lên thẳng Orchid này. Và bây giờ đang phải cố gắng đi farm cái lốc để mà chống lại Mipu. Nhanh lên chứ là không kịp đâu. Và tôi đang nhìn thấy Guiha, anh ta phát hiện ra vị trí của FNG rồi. Sao đây? Một con Mipu nó sẽ đánh đập S4, đánh đập Slada đến chết rồi. Và Slada vẫn còn một hit nữa và đã dính EB phải nằm xuống rồi. Phía bên này thì Nico AB, anh ta đang phải lùi về khi bị truy đuổi từ 4 thành viên bên phía team Nigma. Nhưng mà ở cái phía còn lại thì 4 con Mipu nó đang làm hết. Và Nico AB bị trói lại, Nico AB bị dồn ra và Nico AB chết rồi. Tiếp theo sẽ là đến cả Hanscan nữa. Và Lim thì sao? Cần phải bay về Lim ơi, dính trói là sẽ chết.
bốn thành viên bên phía của team Olaf lên bảng điểm số, và bây giờ Nigma họ sẽ hồi lại cái lượng máu của mình bằng săn gây thôi, và họ sẽ bước lên trụ high ground này. Vẫn còn Aegis và các thành viên bên phía Olaf thì đang lên bảng điểm số. Sertone bay ra dừng lại một nhịp, bị chói à chết. Lim có dám bay ra hay không đây? Và thậm chí tôi đang nhìn thấy em mơ của anh chàng Miracle đang đứng ở phía sau, để Sertone nếu mà bay vượt qua là anh ta có thể chém chói luôn nào. Miracle trượt nha, Miracle chói được rồi. Quý 2 đánh hay quá, và Sertone sẽ là người phải chết luôn thôi khi anh ta bị kẹt lại dưới toàn bộ đội hình của team Nigma. Bây giờ thì là cái đánh này thôi, vẫn còn quả trứng của Phượng Hoàng và liên tục là những cái chói để khiến các thành viên bên phía Olaf không di chuyển được ra, và thậm chí là chết luôn ở đây như này. Phải sử dụng ulti, SSD vẫn phải nằm xuống, và bây giờ thì hình như là Miracle chơi hơi quá rồi, anh ta đã chết. Nhưng ở bên phía team Nigma đã có cho mình lách, sao đây, có lùi về hay không đây? Ăn được lách rồi, và bên phía team Nigma mất một người, lấy được bài bắt của số tôm. Nhưng mà con Mipu này thì nó đã có sợ ai đâu, trên người anh ta vẫn còn cái Aegis mà cực kỳ là tự tin đến từ Via. Có kéo lại một con thì làm gì, cũng làm gì được Via, như vậy mà đi về thôi, cứ thoải mái mà di chuyển về thôi. Làm sao mà bên phía Olaf có thể cản lại được một rush rồi. 22 phút, và bên phía của team Nigma họ đã có cho mình toàn bộ rush ở biết. Sao đây, S4 không có bờ lính. Ui, Sarada hút ạ. Cái con Sarada này thì mình nghĩ là trong combat thì anh ta sẽ stun được một lần để có thể giữ chân Mipu, và sau đó sẽ chết thôi. Sarada 4k8 network thì chơi cái gì. Radiant are scanning. Sao đây, Miracle rất tự tin. Anh ta có vậy lớp, thành ra là không sợ cái orkit của Sertone. Lốc được Serada lên rồi và thôi, ở đây họ quyết định là bỏ lại S4. Nhưng mà ở đâu đó thì Guiha lại còn lấy được cả mạng của Nina nữa. Và bây giờ tôi đang thấy Guiha, anh ta đang lao lên khu vực top, cái rách ở trên top rồi. 4 con Mipu đập trụ thì rất nhanh. Vâng, bên phía của Olaf họ chưa cooldown xong cho mình Fortify. Sao rồi, một cái rách đơn giản dành cho bên phía team Nigma. Khi Olaf họ đang chết đến tận 2 người. Dã màn đấy, Sermon rất nhanh. Và thật sự là tôi không hiểu sao Olaf họ lại lựa chọn một con Slug Lack Pick để đối đầu cả Mipu. Tôi chưa thấy impact của con Slug này ở trong trận đấu. D-Land thì không áp đảo. Combat không biết được ai, cố gắng tôn đam vào Mipu. Mipu đã hết cho mình Aegis, tôi nghĩ anh ta có hai cái ai. Và máu của Mipu là 3000. Chưa kể là có một con Phượng Hoàng đứng sau khò nữa thì giết Mipu kiểu gì. Godline dành cho Guiha và 2-0 dành cho Nigma trong buổi đêm ngày hôm nay. Đâu, anh em nào bờ lên tôi nữa đi. Anh em bảo là tôi cắt Nigma thì là Nigma thua. Nó lại là 2-0 easy. Không nói nhiều.